Chào mừng quý vị và các bạn đã đến với kênh Thuốc Nam Nguyễn Thi. Hãy đăng ký kênh để không bỏ lỡ video bổ ích nào. Chào quý vị và các bạn. Ở video này tôi xin giới thiệu đến quý vị và các bạn một loại quả là đặc sản của vùng núi Tây Bắc. Một loại quả có tên gọi là quả chí chuôn hay quả tướng khẩn, quả na rừng. Và cách dùng của nó là ngâm rượu. Người ta thường gọi là rượu tướng khẩn. Rượu tướng khẩn là một trong những loại rượu vô cùng đặc biệt của vùng núi cao Tây Bắc. Thời gian gần đây, rượu tướng khẩn được các quý ông sành rượu săn lùng bởi hiệu quả vô cùng tuyệt vời của nó đối với sức khỏe nam giới. Quả chí chuôn chua còn có tên gọi khác là quả tướng khẩn, quả dựng lên, na rừng, na dây. Về loại quả này có hình dáng gần giống như quả na, nhưng kích thước lớn hơn nên người ta còn gọi là na rừng, quả na dây. Khu vực phân bố của quả chí chuôn chua. Cây chí chuôn chua thường mọc hoang ở một số vùng núi Tây Bắc như Sơn La, Điện Biên, Yên Bái. Về bộ phận dùng của cây, quả và rễ của cây là những bộ phận được dân gian sử dụng làm thuốc từ rất lâu. Cách chế biến và thu hái loại quả chí chuôn chua này. Quả của loại cây này được thu hái vào thời điểm tháng 9 đến tháng 10 hàng năm. Đây là thời điểm quả tướng khẩn đã bắt đầu chín. Về thành phần hóa học chưa có thấy tài liệu khoa học nào ghi nhận. Về tính vị của quả na rừng. Na rừng có vị ngọt, tính bình và hai kinh tâm và thận. Vậy công dụng của quả tướng khẩn là gì? Đây là một vị thuốc được sử dụng theo kinh nghiệm của người dân tộc vùng núi Tây Bắc. Loại quả này ngâm rượu còn được mệnh danh là thần dược dựng lên, rượu tướng khẩn. Sau đây là một số công dụng chính của vị thuốc này. Thứ nhất là bổ thận, tráng dương, tăng cường sinh lý. Thứ hai là kéo dài thời gian quan hệ. Thứ ba là điều trị vô sinh, hiếm muộn. Thứ tư là điều trị chứng xuất tinh sớm. Thứ năm là điều trị bệnh huyết áp cao. Thứ sáu là tác dụng bồi bổ cơ thể. Vậy thì cách dùng và liều dùng như thế nào? Quả chí chuôn chua thường được dùng để ngâm rượu, có thể ngâm độc vị hoặc ngâm kết hợp cùng các vị khác. Ngâm độc vị quả tướng khẩn, cách chế biến bài thuốc như sau. Quả tươi và các bạn rửa sạch để ráo nước, tách quả ra thành từng múi nhỏ, bỏ vào bình ngâm. Cách ngâm như sau, 1kg quả tươi đem ngâm với 2,5 lít rượu, ngâm trong thời gian 1 tháng là có thể dùng được. Thứ hai là bài thuốc ngâm rượu kết hợp với quả chí chuôn chua và các loại vị thuốc khác. Vậy thì quý vị và các bạn có thể mua quả chí chuôn chua ở đâu? Địa chỉ là bán quả tướng khẩn, quả chí chuôn chua. Hiện tại thảo dược Nguyễn Thi, nay thuộc công ty thảo dược số 1, có thu hái quả chí chuôn chua có nguồn gốc từ Sơn La và được thu hái hoàn toàn tự nhiên. Quy cách đóng gói là 1kg, được hút chân công để bảo quản cho tốt, không dùng hóa chất bảo quản. Và chúng tôi cung cấp nguyên quả tươi. Nếu quý vị và các bạn có quan tâm đến quả chí chuôn chua, na rừng thì có thể liên hệ với thảo dược Thuốc Nam Nguyễn Thi, nay thuộc công ty thảo dược số 1, với số điện thoại 0982 957 282. Chúng tôi chuyển hàng toàn quốc, nhận được hàng mới phải thanh toán. Chúc quý vị và các bạn có một sức khỏe tốt, có một bình rượu. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Quý vị hãy đăng ký, like, share hoặc comment ý kiến riêng của mình ngay phía dưới video này. Cảm ơn quý vị và các bạn. Chúc quý vị và các bạn có một sức khỏe tốt.